rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hậu, cô công tác tại trường Trung học cơ sở Liên Nghĩa, huyện Văn Giang. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn lại kiến thức cũ một chút nhé. Hãy cho biết tên mỗi loại văn bản hành chính ứng với mỗi trường hợp sau. Ở trường hợp thứ nhất, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cần phải cho mọi người biết. Trường hợp 2, ban giám hiệu muốn biết tình hình học trực tuyến của các lớp trong tuần vừa qua. Trường hợp 3, hôm qua đi học về chẳng may gặp mưa, hôm nay em bị sốt, không thể đến lớp được. Diễn biến và kết quả của cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều qua. Lớp em muốn trình bày nguyện vọng với cô chủ nhiệm. Em bị mất xe đạp ở trường là trường hợp thứ 6. Thời gian cho các em suy nghĩ là 15 giây. Cô tin rằng với bài tập này, ở 6 tình huống như trên, các em sẽ lựa chọn được những loại văn bản hành chính nào ứng với từng trường hợp. Các em đã có kết quả rồi phải không? Giờ cô trò mình cùng kiểm tra nhé. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì không thể không thông báo cho mọi người biết được. Chính vì vậy, ở trường hợp thứ nhất này, sử dụng văn bản thông báo là hợp lý. Ban giám hiệu muốn biết tình hình học trực tuyến của các lớp trong tuần vừa qua thì các lớp phải báo cáo về ban giám hiệu. Vì lẽ đó, ở trường hợp thứ hai, chúng ta sử dụng báo cáo. Và do gặp mưa nên em bị sốt. Em muốn được nghỉ học thì em phải viết đơn đề nghị với cô giáo chủ nhiệm. Ở trường hợp thứ ba này, các em sử dụng văn bản viết đơn. Ghi lại diễn biến và kết quả của cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thì loại văn bản hành chính sử dụng hợp lý nhất trong tình huống này đó chính là biên bản. Lớp em muốn trình bày nguyện vọng với cô chủ nhiệm. Lớp em phải làm đơn đề nghị. Các em viết đơn đề nghị ở trong tình huống này. Trong trường hợp thứ 6, em bị mất xe đạp ở trường thì em phải làm bản tường trình về ban giám hiệu nhà trường. Các em ạ, những văn bản hành chính này các em đã được học ở lớp 6, 7, 8. Ở lớp 6, các em được học viết đơn. Lên lớp 7, các em được học văn bản đề nghị báo cáo. Và chuyển sang lớp 8, các em được tiếp xúc với văn bản tường trình và thông báo. Năm học cuối cấp này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai loại văn bản hành chính công vụ, đó chính là biên bản và hợp đồng. Thế nào là biên bản? Trong bài học ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu đặc điểm của biên bản và cách viết biên bản. Chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Trước hết, cô trò mình cùng tìm hiểu đặc điểm của biên bản. Xét ví dụ. Văn bản 1. Biên bản sinh hoạt chi đội tuần 6. Văn bản 2. Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Và hai văn bản này có ở trong sách giáo khoa trang 123-124 và sách hướng dẫn học ngữ văn mô hình trường học mới trang 82-83. Các em cùng theo dõi vào hai văn bản cho cô. Sau đây cô trò mình sẽ đi phân tích ví dụ. Các em cho cô biết mục đích viết hai biên bản trên để làm gì? Chúng ta dễ dàng nhận ra mục đích viết văn bản 1 là ghi lại nội dung, diễn biến, các thành phần tham dự một cuộc sinh hoạt chi đội. Còn văn bản 2 ghi lại nội dung, diễn biến, các thành phần tham dự một cuộc trao trả giấy tờ, tang vật, phương tiện cho người vi phạm sau khi xử lý. Và để đạt được mục đích này, thì người viết phải đảm bảo những yêu cầu gì về mặt nội dung và về mặt hình thức? Trước hết, xét về mặt nội dung thì cần phải đảm bảo ghi chép phải trung thực, đầy đủ, không suy diễn chủ quan. Số liệu, sự kiện phải chính xác, cụ thể.
Nếu có tang vật, chứng cứ, các mục lục dẫn giải phải kèm theo biên bản. Thủ tục phải chặt chẽ, có nghĩa là biên bản ghi thời gian, địa điểm cụ thể và cần được đọc lại cho mọi người tham dự cùng nghe để sửa chữa, bổ sung và nhất trí tán thành. Còn về hình thức thì lời văn trong biên bản phải ngắn gọn, chính xác. Như vậy, qua phần tìm hiểu ví dụ vừa rồi, các em rút ra cho cô giáo được hai kết luận. Kết luận thứ nhất, biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Vậy, với kết luận này, thì theo các em, biên bản có tính hiệu lực pháp lý không? Hay chỉ là chứng cứ, minh chứng? Các em ạ, biên bản không có hiệu lực pháp lý để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cứ, minh chứng các sự kiện thực tế, làm cơ sở cho các kết luận, các nhận định và các quyết định xử lý. Và kết luận thứ hai cô trò mình rút ra được sau khi tìm hiểu ví dụ, đó chính là yêu cầu khi viết biên bản. Khi viết biên bản, về mặt nội dung phải ghi chép một cách trung thực, đầy đủ, chính xác. Còn về hình thức, lời văn ngắn gọn, chính xác. Chúng ta tiếp tục trở lại với hai ví dụ trong sách giáo khoa. Theo dõi vào hai ví dụ trong sách giáo khoa, các em thấy biên bản 1 và biên bản 2 là hai loại biên bản thuộc biên bản hội nghị và biên bản sự vụ. Vậy theo các em, văn bản nào là biên bản hội nghị và văn bản nào là biên bản sự vụ? Câu hỏi này chúng ta dễ dàng trả lời được phải không? Biên bản 1 chính là biên bản hội nghị, còn biên bản 2 chính là biên bản sự vụ các em ạ. Và không chỉ có biên bản sinh hoạt chi đội tuần 6 của lớp 9D, mà biên bản hội nghị còn được viết dưới rất nhiều tên gọi như biên bản họp chi bộ, đảng bộ, biên bản đại hội chi đội, liên đội, biên bản họp tổ, nhóm chuyên môn, họp hội đồng, biên bản họp phụ huynh học sinh, biên bản họp gia đình, dòng họ, rồi biên bản họp công ty, doanh nghiệp. Sở dĩ người ta gọi những biên bản này là biên bản hội nghị bởi nó là những cuộc họp được tổ chức với quy mô từ nhỏ đến lớn, có nhiều người tham dự để bàn bạc giải quyết một công việc có tính chất chung nào đó. Còn biên bản sự vụ thì ngoài biên bản 2 trong sách giáo khoa thì chúng ta còn gặp rất nhiều biên bản sự vụ khác như biên bản về một vụ tai nạn giao thông được lập ngay trên đường chúng ta đi, hay biên bản ghi về một vụ gây rối trật tự nơi công cộng, biên bản ghi nhận lại các sự kiện pháp lý đã hoặc đang xảy ra làm căn cứ cho quyết định xử lý. Dù tên gọi các loại biên bản là khác nhau, nhưng các em thấy ở hai loại biên bản hội nghị và biên bản sự vụ vẫn có những điểm chung và nét khác. Vậy các em hãy chỉ ra cho cô giáo điểm giống và khác nhau của hai loại biên bản này. Điểm giống nhau ở hai loại biên bản này là cách trình bày các mục và một số mục cơ bản, hay người ta còn gọi là bố cục chung. Còn điểm khác nhau đó là khác nhau về nội dung cụ thể. Vậy, bố cục chung của một biên bản gồm có mấy phần? Các em chú ý cho cô giáo. Đây là hai biên bản. Biên bản hội nghị về một cuộc họp chi bộ và biên bản sự vụ về việc xử lý vi phạm hành chính. Hai biên bản với hai nội dung khác nhau nhưng đều có một bố cục chung. Và bố cục chung của hai loại biên bản này đó là phần mở đầu
hay còn gọi là phần thủ tục, gồm có các mục quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ. Phần thứ hai là phần nội dung, ghi diễn biến và kết quả của sự việc. Phần thứ ba là phần kết thúc, ghi thời gian kết thúc, chữ ký và họ tên các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo nếu có. Và đây chính là bố cục chung của một biên bản khi các em tạo lập. Vậy, qua phần tìm hiểu và phân tích ví dụ vừa rồi, chúng ta đã rút ra được những đặc điểm của biên bản. Ngoài mục đích và yêu cầu thì chúng ta thấy có các loại biên bản thường gặp, đó là biên bản hội nghị, biên bản sự vụ. Và bố cục chung của biên bản gồm có 3 phần. Cô hy vọng rằng ở phần 1 này các em sẽ nắm được 4 nội dung cơ bản như trên. Vậy, để viết được một biên bản thì chúng ta phải làm như thế nào? Cô giáo sẽ cùng với các em tìm hiểu cách viết biên bản. Trước hết, cô cho mình cùng đi tìm hiểu phần 1, viết phần mở đầu hay còn gọi là phần thủ tục. Vậy, phần mở đầu được viết như thế nào? Chúng ta theo dõi cho cô giáo. Các em chú ý, phần mở đầu gồm có các mục sau. Mục thứ nhất, quốc hiệu. Các em viết in hoa. Tiêu ngữ. Các em viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ và có gạch nối giữa các từ. Và chúng ta chú ý trình bày cho cô giáo phần quốc hiệu tiêu ngữ nằm ở phía bên tay phải của trang giấy. Khác với hợp đồng tiết tới chúng ta được học thì quốc hiệu tiêu ngữ của hợp đồng nằm chính giữa, nhưng ở biên bản nằm phía bên tay phải. Còn bên tay trái của biên bản chính là tên đơn vị cơ quan chủ quản. Ở biên bản này, đó là tên đơn vị cơ quan chủ quản của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Mục thứ hai trong phần mở đầu của biên bản, đó là tên biên bản. Các em chú ý, tên biên bản được viết vào chính giữa của trang giấy và thường viết in hoa. Mục thứ ba trong phần mở đầu, đó chính là thời gian. Mục thứ tư trong phần mở đầu, đó chính là địa điểm. Mục thứ năm, đó chính là thành phần tham dự và chức trách của họ. Các em ạ, đây là 5 mục không thể thiếu trong phần mở đầu khi các em viết biên bản. Tuy nhiên, tùy vào loại biên bản mà người ta còn có những phần mục bổ sung khác. Cô giáo lấy ví dụ như ở văn bản này thì người ta còn có căn cứ điều 46, điều 57, điều 61 pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, vân vân, căn cứ quyết định. Vậy, ngoài những phần bổ sung ra thì biên bản phần mở đầu nhất thiết các em phải đảm bảo đủ 5 mục này cho cô. Tuy nhiên, các em ạ, trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thường gặp một số loại biên bản mà phần quốc hiệu và tiêu ngữ lại thay bằng tên của các tổ chức chính trị. Cô giáo lấy ví dụ như biên bản của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta thấy phần quốc hiệu tiêu ngữ được thay bằng tên tổ chức, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hay Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài 3 tổ chức chính trị này ra, thì tất cả các cơ quan tổ chức chính trị doanh nghiệp khác khi viết biên bản đều phải có quốc hiệu tiêu ngữ. Đó vừa là thể hiện tính quy phạm và vừa là thể hiện sự trang trọng trong cách trình bày. Vậy, sau khi viết phần mở đầu, thì phần tiếp theo các em sẽ thực hiện đó chính là phần nội dung. Phần nội dung ghi diễn biến và kết quả của sự việc. Vậy, phần nội dung trong biên bản hội nghị thì ghi diễn biến và kết quả
của cuộc họp. Các em chú ý, đây là nội dung biên bản cuộc sinh hoạt chi đội lớp 9D mà chúng ta vừa tìm hiểu. Các em thấy, người ghi biên bản đã trình bày nội dung lần lượt từ nội dung thứ nhất, bạn Lê Thành Sơn thay mặt ban chỉ huy đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua, đến nội dung thứ hai, ý kiến của các bạn tham dự cuộc họp, nội dung thứ ba, phát biểu của đại biểu Trần Thanh Hà, và nội dung cuối cùng đó là bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác đội tuần tới. Các nội dung trong biên bản hội nghị được ghi theo trình tự lần lượt diễn biến từ đầu cho đến kết thúc hội nghị. Còn phần nội dung của biên bản sự vụ thì ghi sự việc và hướng giải quyết. Các em ạ, trong biên bản 2, sự việc đó là trao trả lại phương tiện, tang vật của người vi phạm. Vậy thì trong phần nội dung của biên bản, người viết đã ghi giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm được trả lại bao gồm. Đó là tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, rồi số lượng và đặc điểm của từng tang vật, phương tiện. Vậy thì phần nội dung ở biên bản sự vụ ghi rất cụ thể, rất chi tiết. Chúng ta còn lưu ý cho cô giáo, ở phần cuối của biên bản sự vụ, người ta còn ghi biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Vậy điều này thể hiện thủ tục chặt chẽ trong quá trình viết biên bản. Phần kết thúc của biên bản thì các em chú ý cho cô giáo có hai mục không thể thiếu. Mục thứ nhất đó chính là thời gian kết thúc. Mục thứ hai là chữ ký và họ tên các thành viên. Vậy các em ạ, chữ ký và họ tên các thành viên ở bên dưới biên bản có ý nghĩa như thế nào? Các em suy nghĩ cho cô giáo. À, mục ký tên bên dưới biên bản cho thấy những người có liên quan đến biên bản phải chịu trách nhiệm về nội dung ghi trong biên bản, thể hiện sự chặt chẽ về thủ tục của biên bản. Như vậy, khi tạo lập một biên bản, cô lưu ý các em về những mục không thể thiếu trong một biên bản. Đó là quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, những người tham dự, diễn biến, kết quả sự việc, họ tên và chữ ký của người có trách nhiệm. Để tạo lập được một biên bản thì ngoài việc nắm được đặc điểm của biên bản và cách viết biên bản thì cô giáo muốn lưu ý chúng ta một số điểm sau. Điểm lưu ý thứ nhất đó là lời văn của biên bản. Các em theo dõi lên bảng cho cô giáo. Lời văn của biên bản khác với lời văn của văn bản nghệ thuật như thế nào? Đây là một đoạn văn trong văn bản Mùa Xuân Của Tôi của nhà văn Vũ Bằng. Các em nghe cô giáo đọc lại đoạn văn. Mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa rêu rêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại từ thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng. Vậy, em có nhận xét gì về ngôn ngữ trong đoạn văn này? À, các em chắc hẳn đều thấy, ngôn ngữ sầu hình ảnh được lựa chọn gọt rũa và đạt được giá trị nghệ thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, lời văn trong biên bản thì sao? Các em nghe cô đọc nhé. Bạn Lê Thành Sơn thay mặt ban chỉ huy chi đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua. Về học tập, toàn chi đội chăm chỉ. Vẫn còn một số bạn nói chuyện trong giờ học môn tiếng Anh, môn địa lý. Về nền nếp và vệ sinh môi trường, vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề. Vậy các em thấy lời văn trong biên bản như thế nào? Có lẽ rất ngắn gọn nhưng cũng rất chính xác, rất đầy đủ và rất cụ thể.
Chính vì vậy, khi viết biên bản, cô lưu ý các em phải sử dụng lời văn ngắn gọn, chính xác. Phải dùng từ theo nghĩa, tưởng minh, đơn nghĩa. Lưu ý thứ hai của cô, đó là về hình thức của biên bản. Về hình thức của biên bản thì cũng giống như những tiết trước, ở những năm học trước các em được học về văn bản hành chính, thì các em đã được các thầy cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nhưng đến ngày hôm nay cô vẫn muốn nhắc các em một lần nữa. Về hình thức của biên bản phải viết đúng mẫu quy định. Không khoảng cách giữa các phần, mục rõ ràng. Không trang trí, họa tiết, tranh ảnh, minh họa ngoài nội dung của biên bản. Hy vọng rằng với những điều lưu ý và với kiến thức về cô và các em vừa tìm hiểu thì các em có thể tạo lập cho mình được một biên bản trong cuộc sống khi cần. Và để củng cố lại nội dung bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng đọc lại phần ghi nhớ trong sách giáo khoa. Ghi nhớ. Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ về một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. Tùy nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau. Biên bản hội nghị, biên bản sự vụ. Biên bản gồm có các mục sau. Phần mở đầu hay còn gọi là phần thủ tục. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ. Phần nội dung, diễn biến và kết quả của sự việc. Phần kết thúc, thời gian kết thúc, chữ ký và họ tên các thành viên có trách nhiệm chính. Những văn bản hoặc hiện vật kèm theo nếu có. Lời văn của biên bản ngắn gọn, chính xác. Về nhà, các em sẽ học thuộc phần ghi nhớ cho cô nhé. Và để vận dụng kiến thức của bài học hôm nay, cô trò ta sẽ cùng làm một số bài tập trong sách giáo khoa. Các em chuyển sang phần 3 la mã luyện tập cho cô giáo. Bài 1. Sách giáo khoa trang 126. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau. Diễn biến và kết quả của đại hội chi đội hoặc chi đoàn. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy hiệu trưởng. Một vụ tai nạn giao thông. Nghiệm thu phòng thí nghiệm. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm. Các em theo dõi. Cô giáo đã gạch chân phần yêu cầu. Đó là các em hãy lựa chọn những tình huống nào cần viết biên bản. Các em dễ dàng nhận ra trong 5 tình huống này thì có 3 tình huống cần viết biên bản. Đó là tình huống A, diễn biến và kết quả của đại hội chi đội hoặc chi đoàn. Một vụ tai nạn giao thông. Nghiệm thu phòng thí nghiệm. Các em chuyển sang bài tập 2 cho cô giáo. Bài 2, sách giáo khoa trang 126. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy thì đọc yêu cầu bài tập, các em hãy xác định cho cô giáo bài tập số 2 này yêu cầu chúng ta 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta viết phần mở đầu. Nhiệm vụ thứ hai, viết các mục lớn trong phần nội dung. Nhiệm vụ thứ ba là viết phần kết thúc. Và 3 nhiệm vụ này của biên bản họp giới thiệu đội viên ưu tú cho chi đội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện 3 yêu cầu này. Các em chú ý,
Đây là biên bản hội nghị. Và các phần trong biên bản, người ta yêu cầu chúng ta là viết phần mở đầu. Vậy các em xem phần mở đầu gồm có những mục nào? Mục thứ nhất đó là quốc hiệu và tiêu ngữ. Cô mở ngoặc đơn, tên tổ chức. Vậy ở đây, tên tổ chức đó chính là Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Và tên biên bản, chúng ta chú ý cho cô giáo, đó là biên bản cuộc họp chi đội 9A giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian, địa điểm, chúng ta chú ý cho cô giáo. Thời gian, khai mạc. Địa điểm tại lớp 9A. Mục thứ tư, lý do và thành phần tham dự. Lý do cuộc họp, thành phần tham dự gồm có đại biểu là bí thư đoàn trường, bạn liên đội trưởng, chủ tọa và thư ký. Đây chính là phần mở đầu. Sang phần nội dung, thì ở bài tập người ta chỉ yêu cầu chúng ta là ghi những mục lớn. Vậy những mục lớn cần có trong biên bản này là gì? Các em chú ý cho cô giáo. Mục lớn thứ nhất đó chính là đánh giá của ban chỉ huy đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu của chi đội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của chi đội trong thời gian tới. Chúng ta ghi cụ thể những việc đã làm được, những việc chưa làm được và phương hướng phấn đấu. Nội dung thứ hai, chủ tọa trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú cho đoàn viên, tiêu chuẩn được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa. Đây là phần hết sức quan trọng. Nội dung thứ ba, các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận. Nội dung thứ tư là biểu quyết danh sách giới thiệu. Và nội dung cuối cùng đó chính là chủ tọa khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc. Ở phần kết thúc, các em ghi rõ thời gian kết thúc, chủ tọa, thư ký, ký tên. Cô hy vọng với sự gợi ý này, các em sẽ hoàn thành được bài tập của mình. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập tiếp theo. Đó là bài 3, sách hướng dẫn học, trang 84. Biên bản được soạn thảo nhằm mục đích gì? Các em chú ý. Ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Ghi lại tâm tư, nguyện vọng của cá nhân. Ghi lại mệnh lệnh của cấp trên với cấp dưới. Ghi lại nhiệm vụ mà thầy, cô giáo giao cho học sinh. À, chúng ta vận dụng kiến thức vừa tìm hiểu trong phần đặc điểm của biên bản. Chúng ta đã biết rằng là mục đích của biên bản để làm gì? Chúng ta dễ dàng lựa chọn được câu trả lời nào cho bài tập này rồi phải không các em? Đó chính là ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Các em tiếp tục chuyển sang bài tập số 4, sách giáo khoa trang 136 cho cô giáo. Hãy ghi lại biên bản cuộc họp lớp tuần vừa qua. À, chúng ta thấy bài tập 2 vừa rồi yêu cầu chúng ta là ghi lại phần mở đầu, phần kết thúc và các mục lớn trong phần nội dung. Nhưng ở bài tập 4 này, người ta yêu cầu chúng ta phải viết một biên bản hoàn chỉnh về cuộc họp lớp trong tuần vừa qua. Nhưng các em ạ, cuộc họp lớp trong một tuần thì tuần nào các em cũng thực hiện. Và cô nghĩ rằng cái việc viết một biên bản là hết sức đơn giản đối với các em, phải không? Nhưng cô cũng có những gợi ý để các em có thể hoàn thiện bài tập 4 như sau. Với bài tập 4 này, thì phần mở đầu, các em chú ý cho cô giáo, chúng ta ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ. Nếu như ở bài tập 2 đó là Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, thì ở bài tập 4, họp lớp phải là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Và các em nhớ ghi rõ tên chủ quản ở đây, đó là trường trung học cơ sở nào. Và lớp ở đây cô lấy là lớp 9B. Biên bản cuộc họp lớp tuần 25. Thời gian, địa điểm, học sinh lớp 9B
đại biểu có cô giáo chủ nhiệm, chúng ta điền chủ tọa, thư ký. Về phần nội dung, một buổi họp lớp thì bao giờ cũng có những nội dung như sau. Nội dung thứ nhất là đánh giá của bạn lớp trưởng về tình hình rèn luyện và phấn đấu của lớp trong tuần vừa qua và phương hướng hoạt động của lớp trong tuần tới. Nội dung thứ hai là ý kiến của các bạn dự họp. Nội dung thứ ba là phát biểu của đại biểu cô giáo chủ nhiệm. Và nội dung thứ tư, bạn lớp trưởng phổ biến công tác tuần tới. Đọc những nội dung này lên, chúng ta thấy nó gần giống với biên bản nào mà chúng ta vừa tìm hiểu nhỉ? À, biên bản số 1 đấy các em ạ. Và phần kết thúc, các em cần ghi rõ thời gian kết thúc và xin chữ ký của chủ tọa cũng như là thư ký ở trong phần cuối. Hy vọng với những hướng dẫn này, các em sẽ tạo lập được một biên bản hoàn chỉnh. Giờ này các em có muốn chơi trò chơi không nhỉ? Lớp mình chơi một trò chơi nhỏ nhé. Trò chơi của cô đó chính là ai nhanh hơn. Theo em, bức tranh nào thể hiện tình huống phải viết biên bản? À, các em quan sát nên các bức tranh. Cô chỉ có 3 bức tranh thôi. Chúng ta quan sát nhanh cho cô. Vậy bức tranh nào cần phải viết biên bản? À, chúng ta thấy rồi, đó chính là bức tranh thứ nhất, lập biên bản về việc vi phạm giao thông. Bức tranh thứ hai, biên bản đại hội chi đội. Và bức tranh thứ ba, nếu không phải là viết biên bản thì các em sẽ viết loại văn bản hành chính nào? Lớp em, chúng em muốn đi tham quan. Ở đây các em thấy loại văn bản hành chính sử dụng phù hợp trong bức tranh thứ ba này đó chính là đơn đề nghị. Nhưng các em ạ, trong bức tranh thứ ba này thì cô mong rằng là trong thời gian này thì chúng ta cũng không lên đề nghị với cô giáo chủ nhiệm cũng như nhà trường là cho chúng ta đi tham quan. Chúng ta hãy hạn chế đến nơi đông người và hãy ở nhà. Vậy thì ở nhà các em hãy làm cho cô những nhiệm vụ sau. Các em học và nắm chắc đặc điểm cách viết biên bản cho cô. Từ những gợi ý của cô trong bài tập 2, bài tập 4, hãy viết một biên bản hoàn chỉnh và chuẩn bị trước bài hợp đồng. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi